bé Thượng Lan này đừng không, nó là biết, có biết trong đầu của nó là cái đó là cái không đúng với một cái chánh pháp. Nếu con đứa bé này sinh ra đó nó biết quá khứ vị lai thì nó biết hồi tiền tiền kiếp của nó bây giờ nó làm cái gì, bây giờ tiền lao tiền kiếp nó làm cái gì, rồi bây giờ thí dụ nó hồi trước nó ở đâu, rồi khi bây giờ nó tái sanh về nó bây giờ anh về ở đâu, rồi bây giờ nó biết cái chỗ nó hồi quá khứ nó ở đâu. Thì trước nhất là đến thăm sư, thứ hai nữa thì đến đây cũng thỉnh pháp sư. Thì hiện tại giờ thế nhân pháp thì cũng câu chuyện siêu anh của bé Thường Lam 4 tuổi. Cô gái này nói về ăn chay, tự dưng ăn chay rồi thuộc lào kinh Phật rất là nhiều. Thì bé này thì qua nhiều clip thì thầy cũng ghi nhận rất là thông minh, nhưng mà cũng có những bình luận là trái chiều, nói là có người để chỉ dẫn. Thì đối với góc nhìn của Phật pháp thì con nhờ thầy cho một bài pháp thoại A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cơ đồng thể vô tử Sĩ Ngân và Tiến và Lý, ba anh em hôm nay thì cũng trở về đây cho cái định là của xã hội. Bây giờ thầy cũng có nói lên về cái thời gian mà hôm nay là cái ngày qua Tết dương lịch rồi, hôm nay là năm cây của tháng 1 của 2024 cũng là cái ngày 24 tháng 11 năm Quý Mão. Bây giờ thì thầy cũng sẽ được về cái Phật pháp, mà nếu chúng ta cái người Phật tử nào hoặc tất cả Phật tử gần hay xa, Phật tử nào có tu gần quý thầy quý chùa, có quay kinh sách thì quý Phật tử biết rằng Phật pháp có nghĩa là bất ly thế gian pháp. Thì Phật pháp nó đi liền với tất cả nhân sanh của chúng ta, cho nên nói gì nói về cái nói về cái thời cách Đức Phật năm nay 2567 năm trôi qua với cái vũ trụ, mà có nghĩa là bây giờ thấy ra bây giờ cái thời này tại sao mà sanh ra đứa trẻ, nhiều đứa trẻ mà rất thông minh, rất thông minh là vì có nghĩa là thời nay là thời có nghĩa là khoa học, siêu khoa học. Bây giờ khoa học bây giờ nó là nó tiến triển rất là rất cao, cũng như là hồi ngày xưa đó nói gì nữa, Phật ngồi ở bên đây mà nhìn thấy Phật ở mép bên kia rất là xa thì là Phật mình là chúng ta không có thể thấy nào hiểu được. Nói Đức Phật nói như vậy mình nói trời ơi, trước mình Đức Phật ngồi đây mình thấy Đức Phật bên kia như vậy thì nghĩa là mình thấy đây đó, đó thì không có. Bây giờ hiện tại bây giờ khoa học nó tiến triển, bây giờ chúng ta thấy bây giờ bây giờ mình chứng nghĩa là thiên nhĩ thông. Bây giờ thiên nhĩ thông bây giờ làm sao, bây giờ ý nghĩa là bây giờ mình ngồi đây mà cả nước trên vũ trụ này bây giờ mình có cái máy điện thoại mình bấm cảm ứng cho thì tất cả đều có nghĩa nước nào mình cũng hay hết và nước nào cũng biết hết. Đó là cái thực tế có nghĩa là thiên nhĩ thông rồi. Bây giờ gọi bây giờ mình có máy mình ngồi đây mình ngồi mình ở đây nói thì mình ở kia ta bắt máy thì ta cũng dùng thấy mình thấy người ta. Rồi thiên nhĩ thông là bây giờ máy bây giờ đổ cái tần số đổ cái quả địa cầu này thì không biết bao nhiêu nước trên cái quả địa cầu này. Mà ai có nghĩa là bắt cái máy lên thì có nghĩa mình người này ở nước khác bên kia mình ở đây nói người ta nghe được là thiên chúng thiên nhĩ thông đó. Đức Phật ngày xưa nó đứng ngồi đứng đây mà thấy bên kia thì bây giờ nó như vậy đó. Bây giờ nếu mà cách mấy như vậy mà phạm đi tiến triển chúng ta thì có nghĩa là chúng ta ngồi đây một chỗ mà có nghĩa là ta đi hết tất cả các nước vũ trụ. Bây giờ trong cái nói quốc độ mà bây giờ ngồi đây thầy với tất cả mấy em những phật tử gần xa nước nào nước ngoài Canada Mỹ rồi gì đó, rồi bây giờ mình bấm một cái tần số lên thì có nghĩa là chỗ nào cũng đều thấy biết hết. Đó là có nghĩa là mình đã quá thế gì thì bây giờ cách Đức Phật quá xa mình không nói. Đức Phật nói là mình giờ tất cả khoa học chúng ta không chứng được mình được đó. Nhưng mà giờ nói về cái chuyện cái sự mà đứa bé vừa cơ như cô bé Thượng Lam này, thầy thấy trên cái trên mạng thì bây giờ nó cũng có cái sự đầu tiên á, thầy nhìn thấy thì nó có cái sự đầu tiên thì nó có cái người ở có nghĩa là huấn luyện điều huấn luyện có rất là tỉ mỉ mà huấn luyện rất là khéo, có nghĩa là
để cho người ta không biết, nhưng mà con mắt của thầy, con mắt thánh của thầy ta nhìn thấy trên chỗ ở trên này. Nhưng mà ta tại cái người mà như Phật tử chúng ta không thấy không biết thì không có mắt vào không thi thể thế nào nhìn được đâu. Vì gì thấy như bé Trường Lan này sao mà cũng có 4 tuổi mà cũng đưa chú đại bi rồi kia nọ, cái sự nào con vậy, con nít nào sinh ra thì nó ngoan, có ngoan trí thức, nó có cái trí thức, nhưng mà cũng phải có cái sự khởi đầu nan, có cái người có nghĩa là chuẩn bị để mà dạy cho nó, để cho nó biết cái đó, rồi từ từ để mình nó muốn làm lên một cái sự để mà đưa một đứa bé Trường Lam này lên trên cái mạng này, thì phải có cái sự chuẩn bị cho nó đặc biệt, mà trong đó sự đặc biệt rồi đó mới đem lên để mà làm cái sự hành trình, là đưa một là đưa bé Trường Lam lên trên mạng cho bao nhiêu người ta thấy, hai là cái ông ở sau lưng phía hậu người ta không thấy, phía hậu để chi, để mà tất cả mình thường quân gì đứa bé này sao nó thông minh quá mà kia này cái nọ, như vậy thì người ta phải ủng hộ thấy bé rồi giờ làm cái việc phải rồi, giờ phải đi phát gạo 1000 ký gạo rồi này kia nọ, đặng cho chi là người ta đây mạnh thường quân ta phải đem một cái tài vật gì đó ta ủng hộ thêm để mà ta làm thêm, chứ thấy cô bé này mà làm được mình chẳng lẽ mình làm được, vì thế cho nên có nghĩa là để làm một cái phương hướng mà nó ra nhiều cái phương hướng như vậy, thì từ cái chú như vậy, chú là rất là khó, đôi khi nhiều thầy xuất gia học trần ai cũng chưa thuộc, mà bé Thượng Lan này không, nó là biết, có biết trong đầu cái đó là cái không đúng với một cái chánh pháp. Nếu con đứa bé này sinh ra đó nó biết quá khứ vị lai thì nó biết hồi tiền kiếp của nó bây giờ nó làm cái gì, bây giờ Trường Lam tiền kiếp nó làm cái gì, rồi bây giờ thí dụ nó hậu trước nó ở đâu, rồi khi bây giờ nó tái sanh về nó bây giờ anh về ở đâu, rồi bây giờ nó biết cái chỗ nó hồi quá khứ nó ở đâu không? Như vậy mà trời, bây giờ thầy nói á, bởi vì mình không coi kinh sách thì mình thấy bé Trường Lam cái gì mình cái đi tung hô lên, nhưng tung hô lên để làm cho trên mạng để mà xôn xao, điều đó là không đúng với kinh pháp. Điều thứ hai đó, thầy nói tất cả quý Phật tử chúng ta đó, có nghe là hồi thời kỳ Đức Phật á, có ma già đó, có nghĩa là gần Đức Phật chứng quả ngũ thông giỏi lắm, người ta giỏi lắm đó, nhưng mà nó thua Phật, chỉ người Phật chứng quả lực thông bài được làm được, nhưng mà Phật không có lấy cái lực thông mà để mà dùng ở dưới xã hội, không có dùng cho cái mức độ nào hết. Nếu Đức Phật dùng cái lực thông thì người ta đâu còn dùng cái chánh pháp của Đức Phật, cho nên Đức Phật không dùng cái lực thông, cho nên mà ma lan già nó sợ Đức Phật, nó phá không được Đức Phật, nó lợi quỳ xuống quy y, nó làm đệ tử Đức Phật. Nhưng mà nó nguyện á, con nguyện kiếp này là con làm đệ tử Đức Phật, nhưng kiếp sau này đệ tử của Đức Phật mà tu hành không chính được chính pháp thì con sẽ phá như đệ tử Đức Phật hết. Ma lan già nó giỏi lắm chứ không phải giờ đâu, bây giờ sanh ra mà giờ như đứa bé mình đã sưng lên á, như con tượng bé Trường Lam á, nó sưng lên là này kia nghe nọ là không đúng, đó là gì, ma đó thuộc gì, nó thuộc niệm ma đạo. Ma đạo là ma lan già nó thể hiện được một cái thời hội Đức Phật được mà, nó thể hiện hội Đức Phật còn tịch diệt 500.000 mấy trăm ngàn người đệ tử đó, nó thể hiện hội Đức Phật thuyết pháp đâu làm gì nữa, nó thể hiện được hết, cảnh nào đó đều nó dựng lên được hết. Không có một vị có nghĩa hòa thượng hay tu có huệ mà thành chính quả này. Thì gặp ma lan già đứng ngày mới nói ma lan già, ta thấy trong kinh Đức Phật nói là ngày ngươi cũng gần Đức Phật Thế Tôn hồi cái thời kỳ Đức Thế Tôn, bây giờ ta thì lâu quá ta không gặp cái Đức Thế Tôn, giờ ngươi làm sao thể hiện được cái cảnh của Đức Thế Tôn cho ta thấy rồi. Nhưng mà Ma Lan Già nó biết là một vị này là tu là chứng quả, cũng nghĩa là có những mắt xem nhìn sâu thấy chứng quả, nhưng mà nó nói trước, nó bạch thầy là con không muốn thể hiện cho thầy một cái cảnh là Đức Thế Tôn còn tại thế mà chiếc pháp này kia nọ, nhưng mà con xin thầy một điều. Nó nói điều gì? Nó nói giờ con khi thể hiện đó rồi con đến xin thầy đừng có lại, nếu thầy lại là con biến mất, vì nó là ma, nó không có thầy đã chứng quả được, nhưng mà nếu mà đại nó có cho được, nhưng mà nó thể hiện cho thầy biết thì ông hứa đàng hoàng, xong thì bắt đầu một chút xíu nó thể hiện một cái cảnh rồi.
có nghĩa là Đức Phật đi đằng trước rồi mấy ngàn đệ tử đi sau, cảnh gì có thể hiện đi cũng như Đức Phật còn thế giới vậy đó, có nghe đi gần tới vậy này, ông thầy quả hộ cái quỳ xuống lại gặp Đức Thế Tôn hả, bị nói bị đúng thấy phải đúng Phật quỳ xuống lại hoài nó biến mất sao, thấy không, chúng ta thấy có nghĩa là bây giờ cái thời kỳ cách Đức Phật mấy ngàn năm rồi mà không có đựng, không có nói là một vị nào mà xin đi ra chân Phật chân Bồ Tát, không có nói xin Bồ Tát mà nào Quan Âm hay là này, đó là mình thấy mình tự để lấy xin thôi chứ Phật không có thọ ký. Nếu mà giờ muốn thể hiện đó, mà để làm một cái vị mà Bồ Tát mà đến đó để độ đó thì chúng sanh nó đang khổ, Phật mới được quá thân đến đó, để quá thân chứ không phải là có nghĩa là để chui vào trong cái cảnh mà những cảnh tối tâm, những cái ân ái, những tình dục đó của người ta làm chung đó, không phải. Nếu mà Đức Phật mà tu thành Bồ Tát Thanh Văn rồi đó, có nghĩa là quá thân, hiện thân, có nghĩa là chỗ đó không có hiện thân gì đó, đến đó để bị độ chúng sanh, chứ không khi nào mà nó mở cái thân mà vô quế của người phàm mà để chui vào đó, không có. Cho nên bây giờ nói về bé Thượng Lan á, thì nó cho cái sự sắp xếp có nghĩa là rất chu đáo, sự sắp xếp đó là ở sau, nhưng mà khi sắp xếp thành công rồi đó mới đưa lên, không cái gì mà nó không mà có được, không mà có cái thành tựu được, không có. Cũng như vậy thầy nói cho mấy em hiểu, bây giờ thí dụ một những người khiếm thị, khiếm thị mà giờ nó là đã không thấy rồi mà không đâu có học, nhưng mà tại sao vậy, tại sao mà lên đài nó học mà nó ca cũng như mà xuân hòa đó, tại sao mà nó thuộc nhiều bài ca, đứng không tại sao đó nó biết bài ca nó thuộc luôn, nhưng mà có người giải, thí dụ xuân hòa ca là dạy một bài ca, thì một bài ca nào đó một người đó người ta phải dạy đó, dạy thì dạy lần nó thuộc, rồi nó càng ngồi nó nghe nhiều, nó có trí tâm trí của nghe tập trung vào một chỗ thôi, cho nghe dạy bài nào nó thuộc rồi nó lên nó ca, chứ bây giờ nó đứng không, nó xuân hòa nó không mà đứng ca được, thầy cổng đi, thầy cổng đi chứ đừng có nói là thầy để chứ đi cái đó, muốn phải mấy người dạy cũng như khiếm thị mấy người đâu, tại sao không ông thầy nào dạy làm sao nó biết nó đâu, nó có mấy người dạy, ví dụ cầm cái đờn dạy nó gì đó, đờn rồi quan câu rồi nó nghe đó, nó bắt chước nó đờn, mà mình đờn hết rồi nó thuộc, cái nghĩa nó đờn y gì, chứ không có ông nào nó không biểu, bây giờ khiếm thị đưa cái đờn cho đờn biết đâu đờn, như vậy phải có cái sự học là cái có cái người huấn luyện đó. Và nhưng thí dụ giờ cũng như bây giờ của bé Trường Lam mà nói một cha mẹ sanh ra cả đưa một đứa con đó, nó ngoan là cha mẹ rất mừng rất vui ra với xã hội, nhưng mà thí dụ sanh ra một đứa đó mà nó bận tiện, nó nghèo khổ rồi nó không học hành được, nó thua thốt người ta rồi là cha mẹ cũng không chịu, nhưng mà nó sanh ra đứa con ngoan thì cha mẹ có nghĩa là có cái thế lực để mà dìu dắt cho đứa bé này, rồi nó lên nó xưng này xưng kia là không đúng đâu, Phật pháp không có gì nào xưng, có nghĩa là xưng gì hết, nhưng mà Đức Phật nó nói rằng khi mà mình tu thành chánh quả rồi đó, ngày mai ngày thành Phật nay mình chưa dám nói, mình không có nói đâu, nói ra là ngoại đạo nó sẽ giết mình cả đàn, nó không cho mình thành Phật, cho nên không có, Đức Phật không có thiên cơ bất khả lộ, không nói cả cái người ở trên trời, bây giờ trên trời cũng vậy, nó muốn sai một vị nào xuống đó nhân gian, nhưng mà ta kính với nó, ta nói là nhỏ với nó, ta xuống thì không có nói mà trong người thì ai biết đó, không, đó là thiên cơ bất khả lộ. Cho nên bây giờ nói về con bé Trường Lam á, ví dụ bữa nay học chú này, mai học cái chú kia, thì có người ở sau lưng nó dạy, dạy nó rồi nó thuộc rồi nó lên, nó nay cái tụng nó này, nay tụng kia, cũng như tụng mà chú đại bi rồi chú diệu sư, mấy cái chú đó có nghĩa là dễ tụng lắm. Nam mô Phật già bạc đế bị sách trả lụ đô thích lưu đi bất lập bạc, cái này thầy dạ mình nói cho nó cái câu đó cũng hơi dần, nó cũng hơi dần, nó hơi dần thì cũng như có đứa học trò mà cô thầy biểu là mấy em về học cái bài đó cho thuộc lòng hay không, nếu đứa nào mà học thuộc lòng á thì mời lên cả bài nó thuộc hết, không mất chữ nào vậy, còn cái đứa nào mà học không thuộc á, nó đọc cái chữ này quên chữ kia, đọc chữ kia quên chữ nọ, rồi thầy coi xuống thì không thuộc, còn cái kia thuộc rõ mà chỉ nó thuộc rồi, rồi bây giờ bất làm bài thì đã cho mà cái đề tài đó thì nó đã chú cái trả lời, thì nó 10 điểm mà, còn đứa nào không học thì làm sao được 10 điểm,
đó thì nó vậy, nó có sự sắp xếp vậy. Chứ nói ra thì có nghĩa là nó biết từ trong đầu không, không có thể nào mà biết được trong đầu. Từ cái Bồ Tát Tinh Văn là tu trần ai mới lên Tinh Văn Viên Giác Bồ Tát, chứ không phải là không có thành Bồ Tát Tinh Văn gì đâu. Nhưng đó là cái sự sắp xếp mà đưa lên cho nó quá cao, cho nên đứa bé này có nghĩa là không có được thọ đâu. Có nghĩa là mình đừng đưa quá, mà mình hãy từ từ, rồi khi đó bây giờ cái đứa bé Thượng Lam này bây giờ cho nó học đạo, nó vô chùa, nó học, nó tu, nó làm khỏe mạnh, nó lớn lên từ 18 tuổi 20 tuổi trở lên, nó có cái trí óc đó là thông minh đó, là từ đó nó học được, nó tu được, nó ra đó. Vậy có nghĩa là nó huấn luyện đời, nó dạy đời, nó dạy đạo này kia vân vân là được. Là ngoài ra khi mà mình biết của mình, họ mạng của mình chưa nói, có nghĩa là ông thánh ông còn chưa biết cái tuổi của ông thánh mà tại sao mình biết được. Bồ Tát Kinh Văn tập cũng chưa biết cái tuổi người ta ra sao nữa, cho nên mình họ đâu có biết cái tuổi mình sống bao lâu. Mình nói như vậy là cái là không đúng với cái tinh thần, cho nên có nghĩa là cái người không có cái nhìn mà thấy mắt phàm, có nghĩa là nói tôn lên tôn vinh lên con hầu bé Thượng Lam này là quá giỏi quá hay, ai cũng tôn vinh, nhưng mà không phải vậy. Cái người có học có biết, con mắt nó nhìn thấy. Thường thường mấy ông đệ coi này, nó lên mà nó tụng bài chú để bi á cho quý thầy nghe hay là cái gì đó, con mắt nó liền nó liền nó liệt, nó liền nhờ nó nhìn qua mẹ, nó cũng nhìn qua thầy, cái gì cái sự sợ sợ hãi của nó tụng mà không biết trúng hay không. Rồi như nhìn bên mẹ đó, rồi nhìn bên thầy, đó là gì, con mắt nó liền vì không biết nó tụng lên với ông thầy ngồi đây mới biết mình tụng trúng hay không. Rồi ta trong tâm nó, tâm hồn nó có sao động, nhưng mà có nghĩa là người ngoài nhìn nó thấy nó tụng vậy, nhưng mà nó là nó, khi tuy vậy nói vậy nha, nó thấy một hình bóng thầy nó cũng phải cung kính sợ rồi đó. Bởi vì ông thầy là một người đệ tử của Đức Phật, cho nên nó thể hiện, nhưng mà nó thể hiện người ta không thấy thì ta tôn với tội nó học, nhưng mà đó là cái sự sắp xếp để cho nó dạy cho nó thuộc thôi, đừng không để nó thuộc làm sao thuộc. Đó, bây giờ thí dụ bây giờ đừng không thuộc là bây giờ nó khi nào gặp thầy đi, thầy biểu nó tụng bài nào nó tụng được á, nó mới gọi là nó là chí. Còn bây giờ cái bây giờ nó thuộc mấy bài đó thuộc, tụng mấy bài đó thôi, chứ đâu tụng những cái chúng nào nữa. Thấy không? Đó, bây giờ hỏi này, bây giờ thầy thấy qua gì thấy tụng bài chú qua diệu tổ chân ngôn, ghi bài đi bài đấy, còn hai đấy là ra đi đấy, đi ra giờ đấy thì đi đấy, hai giờ đấy chân ngôn còn đấy ta mà hai, cái bài này cũng hơi dễ. Lựa mấy bài dễ cái là gì dạy cho nó thì dễ tiếp tụng rồi, còn mấy bài khó rồi là làm sao nó tụng được, không học nó cũng thấy không. Thầy thấy đây là cái sự sắp xếp, mà điều đầu tiên là nó cũng có cái duyên, là nó có cái duyên, là có nghĩa nó lớn lên 4 tuổi mà nó biết cái chữ tội khổ, mà nó không có gieo những cái khổ mình ăn chay. Nó ăn chay đi học mà nó ăn chuối chín. Đó là nó thể hiện cho cái lòng từ bi, cái lòng thương của nó, tất cả có nghĩa là nó thấy những cái nhân loại mà sát sanh thì nó cũng biết cái tâm, những con gà con vịt nó biết sợ ham sống sợ chết như mình vậy, mình mà nó sở dĩ mà nó chạy không lợi mình, nó giành nó đánh mà không lợi mình đó, thì nó chịu thua, nó bị chịu chết. Chứ nếu mà nó đánh được mình, nó chạy nó cũng bay chứ, nó mình gượng nó cũng bay qua bươn bay chỗ này kia, nó trầm ngay chứ phải không mà bắt con gà mà dễ bắt ra đâu, phải không? Nó biết sợ ham sống sợ chết vậy, cho nên mà cái bé Đường Lam mà sống lên con đứa nhiều đứa con nít cũng như trạng của bé đi, nhưng mà nhiều đứa không biết đạo được. Nhưng mà đứa này tại sao biết đạo? Mình khen cái đứa này là nó biết đạo được, là cái kiếp quá khứ nó cũng có gieo cho một có một vị tu gì đó. Trong kinh chúng ta còn nói, nếu ví dụ mình ở trong kinh Địa Tạng nói, nếu mình ở một cái thế giới này nó hoại diệt hết thành không, vượt qua cái thế đầu thai gì thế giới khác, rồi thế giới khác có nghe thành tựu xong rồi thế thế giới thành trong khi trở về thế giới này. Nói chung kinh Địa Phật này đẹp đó, có nghĩa là mình nó phải luân chuyển cho phải một chỗ. Vì thế cho nên có nghĩa là đứa bé Đường Lam mà nó nói đầu tiên á, nó nói là nó là Ngư Lam. Phật Ngư Lam. Nó là Phật Ngư Lam. Mà Ngư Lam, quý Phật tử biết Ngư Lam là gì không? Ngư là cái con cá. Con cá, mà con cá này, con cá
nó ở dưới hầm ở dưới Quan Âm á, hồ sen, à, hồ sen Quan Âm đứng trên rồi cá ở dưới vậy sao, rồi ở đó nó tu lâu năm, nó tu lâu năm rồi nó quá rồng, nó thành rồng, cái kêu cá quá lông đó, kêu ngư lâm đó thuộc là nó tu quá lâu cái thành rồng, nó thành rồng rồi đó, rồi nó tu nữa, nó tu có nghĩa là cũng mấy trăm kiếp nữa chứ không phải một kiếp nữa rồi mới được thành người. Mà được thành người thì nó có cái thông minh và trí tuệ, cho nên bé Thượng Lam này nó xưng nó là Ngư Lam, nhưng mà thì nghĩ đó là cái nếu là cái nó cũng có cái nhân duyên làm nhiều đời nhiều kiếp nó tu, cho nên nó trở lên nó làm cái con người. Mà tại sao sanh cũng ở trong bụng sanh ra, mà có nghĩa lớn lên nó biết cái sự đau khổ, ví dụ rồi thấy ba đang mặn là nó thương ba đang mặn, bây giờ nó thấy là đau khổ, nó bây giờ mình ăn thịt nó không phải đau khổ rồi, là cho nên nó ăn chay, nó tập ăn chay, nó làm đó là một cái phương hướng rồi đó. Nó nhìn thấy, nó thấy là mẹ bà ngoại nó hồi trước làm cua nhiều quá, đặt cua làm cua rồi làm nấu canh cua, bán canh cua gì đó, rồi bây giờ bà bệnh mới nằm đó này, có nghĩa là bao nhiêu con cua nó đứng dài là không phải thành con cua mà người không à, đứng dài nó chờ bả, đặng nó bắt bả là đền tội. Nhưng mà nó một vị có nghĩa là ma vương nó biết hết trơn rồi, cho nên nó nhìn nó thấy, có nghĩa nó mới nói rằng thôi để con xin nữa là mấy ông thôi, mấy ông đừng có bắt ngoại tôi, mà cho ngoại tôi hết đi. Nhưng nếu bệnh phổi mà bác sĩ chạy thì chắc chết rồi, có nghĩa là nó thế nào mẹ nó khóc thế nào cũng chết. Thì nó nói để nó xin thì bao nhiêu cái người mà con cua đó là bao thành người đó, bao nhiêu người nó thôi giờ mày muốn xin bà ngoại mày á thì mày phải bố thí 1000 chí dạo. Thì mẹ ngoại mình nó hết. Thì nó tại sao như nó vậy, nó biết vậy nó biểu thôi mẹ ơi giờ mình bố thí 1000 chí gạo đi cái đấy cầu cho ngoại nó sống. Thì nghe lời cái đứa bé này thì nó con mình nó vậy thôi, nghe lời bố thí 1000 chí gạo từ mẹ đó, bà ngoại nó hết bệnh. Tự nhiên cái là cái phổi nó trắng lại không còn hậu rang nữa. Thì rồi nó hết bệnh. Thì từ cái nó khi mà nó thể hiện ra nó là cái diễn chứng một cái gì đó để cho người ta mới gọi là mới tin được. Chứ đừng không nói không ấy là sao ta tin. Chỉ nói một hai cái gì ta tin. Nhưng mà nói cái tuổi thọ người ta thì thầy đó không nói không đúng, vì gì tuổi mình chưa biết được nó tuổi người ta và không có nói đó, có nghĩa Phật nói thiên cô bác có khá độ mình, cho nên nó lên đài mà nó này kia đó. Quý thầy nói mẹ cha mẹ nó phải dạy lại, đừng có đưa lên nó quá, có nghĩa là con nít mà đưa lên trèo mà cao quá nó té là chết, cho nên có nghĩa mình đưa con mình lên quá rồi, bây giờ đó cộng đồng mạng người ta cũng phê bình nhiều rất nhiều, cho nên cái tổn phước cho nó không hay mình không hay đó, cho nên cái nào mới sanh lên là phước báo hay có phước báo, nhưng mà khi nào mình đưa nó quá lên hết phước báo rồi, đôi khi 5-10 tuổi đưa nó sai chúng ta làm cái chuyện khác, cho nên cái gì nó cũng có cái thời gian chu kỳ của nó để làm cái đưa nó lên quá rồi, có nghĩa là bây giờ nó cho nó vô chùa học đạo nè, cho nó tu nè, rồi cần cho nó tạo cái công đức, cho nên như vậy để nó lớn lên ấy, nó có cái trí thức đó, rồi nó học đạo cho giỏi đó, nó đi ra nó thuyết pháp giảng cho người ta nghe, chứ mình không có được. Bây giờ nó nói sao này, nó nếu mà xưng Phật là nó chết à, không thể nào sống đâu, Đức Phật đó không có thọ chí rồi, ai mà xưng Phật là chết thì nghe tam đồ hết trơn à. Thầy thằng nói rằng rất nhiều quý Phật tử cứ nghe là coi trong kinh Phật pháp gì, người nào mà xưng là tôi là Phật có nghĩa là người đó không sớm là muộn phải chết chuyện nghiệp tâm độ. Cho nên thì khi Đức Phật mà thành Phật rồi đó, Đức Phật thọ khí có nghĩa là cho ngài Đức Phật Di Lặc lập hội lâm qua, sau này cách Đức Phật 500 năm là Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Nhưng mà thời kỳ này khi Đức Phật ra nhập nhiệt năm nay là 2567 năm rồi mà Đức Phật Di Lặc chưa ra đời, cái màn lớp chưa đúng, cho nên Phật không có chưa ra đời. Mà khi Đức Phật ra đời á, cỏ cây hoa lá đều chỗ bông hết, cây cỏ nó cũng cho bông đó, tất cả đều là bông, có nghĩa tươi tốt và cái cảnh đời con người ta vui cứ gì mà có là sung sướng cuộc đời sống, có nghĩa là một người sống 84.000 tuổi
lại có nghĩa là 100 năm mới lên được một tuổi, 84.000 tuổi thì như 84 tuổi đó, mà có nghĩa 84.000 tuổi, 100 năm mới lên có 1 tuổi hả? Mà giờ 100 năm là một lên một thế kỷ là 100 tuổi. Thì bởi vì cái kiếp năng nó vậy, rồi kiếp này kiếp giảm xuống, rồi giảm xuống giảm hoài, không cái nào là người sau này kiếp 50 tuổi không có đâu. Chuyện năm thầy nói cho hết con tử, nam nữ gần xa, cái gán niệm Phật chẳng tu cho cái phước báo đi. Thì hôm nay thì mấy huynh đệ đến đây, thầy cũng chúc cho tất cả huynh đệ gần xa ở trên địa bàn đồng mạng, có nghĩa là mình nghe được lý của thầy thì hưởng được một mùa xuân dương lịch đã qua rồi, có nghĩa là theo của tuổi dương lịch thì được một thổ tuổi rồi, còn âm lịch thì chúng ta còn là một tháng mấy nữa thì cũng lên một tuổi. Cho nên thì tất cả quý Phật tử chúng ta đừng có tôn vinh quá, mà như con Tường Lam rồi, có nghĩa là nó tổn cái phúc đi. Như vậy là như nói về tu, sự tu của quý thầy á, những người nhân vật mà từ nhỏ đến lớn tu tới bây giờ 80 tuổi, 90 tuổi, cái 100 tuổi mà tu trần ai phải cũ mà quý thầy mới trực diện được hôm nay, quý thầy còn chưa dám nói là cái chữ mới thầy thật. Cho nên nhà cha mẹ của Tường Lam á, có nghĩa là hãy cho Tường Lam vô chùa học đạo đi, điều thứ nhất. Điều thứ hai, để cho tiến tu đi. Và điều thứ ba đó, đừng có lên mà clip nhiều quá, thì cộng đồng mạng mình có hai con mắt, ta 1.000 con mắt lại ta nhìn ta thấy hết, những bậc thinh nên ta bực mình trí trí ta có biết mà ta có biết hết, nhưng mà mình càng ngày mình nói càng ngày ta càng tổn phúc, rồi nó không được thọ mạng. Và để chúc cho tất cả năm vị Phật tử chúng ta được hưởng một mùa xuân mới, được tăng thêm một tuổi thọ, thì tất cả chúng ta hãy nhớ nha, hàng ngày tu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi đi.